Thưa sư, muốn học giỏi thì phải làm sao à? Con nghe sư giảng về ba dạng học sinh với các điểm mạnh tương ứng với niệm, tức là sự ghi nhớ các môn học thuộc bài, định, khả năng tập trung, toán lý hóa, tuệ, biện luận như là ngữ văn. Xét về hiện tại thì con đang rất cần niệm và định mạnh cho các môn cần học. Tuệ thì vừa đủ là được rồi. Xét về quá khứ, từ năm 7 đến 8 tuổi đã bắt đầu phạm giới uống rượu. Tới tầm năm 2022, con đã dừng lại việc uống rượu sau khi nghe những bài giảng của sư về giới không dùng các chất kích thích. Con rất kinh sợ các ác quả từ việc phạm giới gây ra vì không biết là may hay họa. Vì đa số các quả ác nghiệp mà con gặp phải khi xét về các chi phần phạm giới đều trổ rất sớm trong đời này, chậm nhất là 2-3 năm sau. Trong trường hợp mà quý vị muốn học giỏi hay là đặc biệt là phát triển về niệm và định thì chỉ có nước là mình đi hành thiền. Một là mình tham dự các cái khóa thiền. Hai là mình đi vào các trường thiền để mình tập. Hai cái đó chính là chỉ và quán. Chỉ và quán đều được. Thì khi mà quý vị đến thì quý vị có thể nêu cái sự mong mỏi của mình đối với cái vị thầy hướng dẫn. Ví dụ như con muốn phát triển cái niệm và định để con học giỏi, để mà khi mà con ở ngoài đời thì con đi học á, con có sự tập trung hơn, thì cái vị thầy hướng dẫn sẽ có cái phương pháp hướng dẫn phù hợp cho quý vị ha. Chứ còn về cái mặt hành thiền thì sư không có hướng dẫn online được, mà riêng cái mặt giữ giới thì chắc chắn là mình phải giữ giới rồi. Càng giữ giới sớm chừng nào, nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Quý vị chỉ mới năm 22, tức là năm nay quý vị mới bắt đầu giữ giới thì thôi thì coi như trễ, méo mó có hơn không. Không biết là Đức Tuệ Tường có cái sự gợi ý nào hay không? Kính thưa quý vị, thì trước khi mà trả lời câu hỏi là thưa sư con muốn học giỏi làm sao ạ, thì ở đây có một cái vế này mà sư nghĩ là cái vị này á, nếu mà sư không có giải thích vấn đề này nè thì rất dễ mình hiểu sai ha, hiểu sai về cái giáo lý về nghiệp quả của nghiệp, mà mình hiểu sai mình dễ rơi vào tà kiến. Thì có cái thì ở cái vế này nè thì cái vị này mới nói là con rất kinh sợ các quả từ việc phạm giới gây ra vì không biết may hay là họa, vì đa số các quả nghiệp mà con gặp phải khi xét về các chi phần phạm giới đều trổ quả rất sớm trong đời này và chậm nhất là 2-3 năm sau. Có nghĩa là ở đây cái vị này nó qua cái lời vị này hiểu hiểu là cái quả này là trổ này rất sớm trong đời này. Thật sự khi bản thân mình gọi là phàm phu, thưa quý vị, phàm phu mà mình nói về nhân quả, mình cho đây là đây á, đều trổ rất là sớm trong đời này, chậm nhất là 2-3 năm sau á, thì cái này là mình hiểu sai vô lý nhân quả, thưa quý vị. Tại vì á, trong 16 luận nghiệp á, mà cái phần mà nói về cái thời gian trổ quả, sư trong nhiều bài giảng trước sư cũng có nhấn mạnh cái việc mà cái vận hành của cái vấn đề mà quả chỗ đó. Thì nếu mà nói để biết chính xác, thưa vị, ví dụ bây giờ một cái quả nó chỗ, ví dụ hôm nay đi mình đi ra đường, mình bị quẹt xe, đúng không? Thì để biết chính xác cái nhân chính của cái quả mà bị quẹt xe nè, thì chỉ có Phật toàn giác biết thôi, quý vị. Tại vì sao? Bởi vì phần cho quả là trong đó có bốn cái, là có những cái nhân, những có những cái nhân mà nó khiến cho quả ngay trong kiếp đó, ngay trong kiếp hiện tại mình đó, rồi có những cái nhân nó khiến cho quả ngay cho trong kiếp sau, rồi có những cái nhân nó khiến cho quả cho những cái kiếp, những kiếp trong tương lai nữa, và cuối cùng là có những cái nhân nó không đưa đến quả, gọi là vô hiệu nghiệp. Cho nên khi mình khẳng định hay là mình nói ở đây nè, mình trích do mình phạm giới nè,
cho nên là chỗ rất sớm nè, mình khẳng định đây là chỗ chỗ trong đề này hoặc là chậm nhất 2-3 đề sau, thì cái này mình hiểu sai nha, rất dễ là tà kiến. Có nghĩa là mình chỉ có thể là nằm mức tư duy thôi, tư duy là có lẽ mình phạm giới, cho nên là cái nhân đơn vị, cho nên cái quả đó, chứ mình đừng có nghĩ là nó là như vậy, chính xác khẳng định là như vậy. Không, cái này là mình hiểu sai, rất là nguy hiểm. Rồi về cái phương diện mà cái vị này hỏi là muốn học giỏi đó, thì thưa quý vị, nếu mà cái cách trả lời Đức Thanh Tuệ á, quý vị phải hiểu đó là mình phải, nếu mình muốn học giỏi á, đây là quý sư trả lời là mình nên hiểu là gieo một cái nhân nha, gieo một cái nhân lành để học giỏi. Còn nếu mà nói là trong hiện tại á, mà quý sư giúp quý vị để học giỏi á, thì cái điều này quý sư là bất khả nha, quý sư không thể. Bởi vì sao? Bởi vì á, ngay trong kiếp này nè, cái trí tuệ về thế gian, cái ở đây, cái ở đây vị hỏi là đề cập cái vấn đề học giỏi, ở đây là thiên về khía cạnh mà gọi là trí thế gian. Trong ngay trong kiếp hiện tại quý vị, cái trí tuệ quý vị á, ví dụ bây giờ quý vị đi, cái khả năng quý vị đi, trí tuệ quý vị đi, chỉ học đến là có thể là học đến đại học, nhưng mà đại học đó là chỉ thi được khoảng chừng 20 25 điểm thôi. 20 hoặc là 19 20 điểm thôi. Ví dụ vô những cái ngành giống như là ngân hàng, không, đại học ngân hàng tương tự như vậy đó. Nhưng mà ở đây á, là quý vị muốn cái học giỏi mình á, là giống như đậu phải đậu vô bắt đại học y dược là 28 29 đó. Thì quý vị muốn là như vậy, tại vì quý vị nói muốn học giỏi mà, tại vì cái từ giỏi ở đây rất là trừu tượng, không, rất là chung chung. Cho nên á, nếu mà nói quý vị nói là con muốn là thành bác sĩ, là thi vô 29 hay 30 điểm vô học y dược, thì quý sư làm sao giúp con, thì cái điều đó làm sao quý sư giúp được, thưa quý vị. Quý vị phải hiểu rõ được. Nhưng mà quý sư giúp là giúp sao, là ở đây hướng dẫn quý vị, là quý vị làm các thiện nghiệp mà phước vật phước đức phước trí đó, hay là bố thí trì giới hành thiền quân bồ giới định tuệ, thì đây là cái nhân tốt, đúng không, để cho quý vị có được cái quả trong tương lai được tốt đẹp hơn, thì đó đó mới là cái chính xác. Còn nếu nếu mà ở đây quý vị hiểu sai á, là quý sư có thể giúp quý vị á, giống như mà là thành vịt mà hóa thiên nga đó, thì cái điều này quý vị đã hiểu sai nha. Quý vị sư không có giống giống như là một cái người mà khả năng á, chỉ học được cái trí tuệ á, đó là chỉ là nằm ở mức mà thi vô đại học sư phạm thôi, không, mà đòi hỏi là quý sư phải giúp quý vị thi vô là phải đọc y dược đó, thì cái này là nó không khả, tại vì nó không có thể giúp được. Cái này là tùy, cái này là quan trọng nhất, là tùy theo cái phước báo của quý vị đã gieo trong cái quá khứ, và bây giờ là cái trí quý vị á, nghe cái quả thiện quý vị á, cho quý vị làm người, và cái trí tuệ nằm ở mức đó. Quý vị phải ghi nhớ rõ cái điều này, không, còn như là lời Đức Thanh Tuệ khuyên quý vị đó. Còn nếu quý vị trong tương lai quý vị á, muốn á, là mình học giỏi, có nghĩa là cái câu này nè, có nghĩa là thưa sư, con muốn gieo nhân á, trong tương lai, những kiếp tương lai á, là có trí tuệ về thế gian á, lẫn trí tuệ Phật pháp tốt á, thì đặc biệt mình phải vun bồi á, hạt giống với giới định tuệ thôi. Là cái đó là cái điều quan trọng mình phải ghi rõ, nhớ rõ, chứ đừng có nghĩ là quý sư cái gì cũng có thể là hiến kế cho quý vị là giống như là vịt hóa thiên nga được, nên là quý vị phải ghi nhớ rõ điều này. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Vì á, có một cái như là Đức Tuệ Tường quên, đó chính là mình là loài người, mình thì mình chịu hai cái. Một á, là cái nghiệp quá khứ, mà hai là sự nỗ lực hiện tại. Nó giống như là bây giờ mình sanh ra là mình yếu, mình nhiều bệnh, thì đó là do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà còn cái chuyện mình ăn uống hợp lý nè, mình tập thể dục nè, thì đó là sự nỗ lực hiện tại. Chứ mình không thể nào mình thuần túy là mình nói là thôi bây giờ chỉ có nước đầu thai kiếp khác, bây giờ làm phước đầu thai kiếp khác, chứ còn giờ là mình thua, khỏi tập thể dục, khỏi ăn uống hợp lý thì nó cũng còn thiếu. Thì cái mà sư nói á, là cái sự tập trung và sự nỗ lực hiện tại, tức là bây giờ mình phát triển niệm và định nhiều hơn thì nó sẽ cải thiện được. Nhưng mà Đại Đức Tuệ Tường á, thì có cái nhìn về thêm một mặt nữa để nhắc nhở quý vị á, là cái phước quá khứ cũng không thể coi thường,
Và cái chuyện mà mình tạo cái duyên cho đời sau kiếp khác cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Hơn nữa đó, Đại Đức Huệ Tường cũng có nhắc một chuyện, đó là cái năng lực mình tới đâu thì chỉ có thể đạt tới đó thôi. Chứ còn mà thí dụ như bây giờ một đứa học sinh kém, nó cố thì cái sự cố của nó tối đa thì lên được cái chuyện tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp cấp 3 vô một cái trường là nó cũng vừa vừa phải phải thì được. Chứ còn mà muốn theo cái kiểu mà đòi vào đại học y dược thì nó vượt quá cái năng lực, vượt quá khả năng. Khi mà mình đặt ra cái chỉ tiêu mà nó over, nó vượt quá cái năng lực của mình á, thì quý vị sẽ nghĩ là mấy sư chỉ tầm bậy tầm bạ, không có trúng, nó tầm bậy nha. Đó cho nên á, là hiểu dùm sư là khi mà mình có sự nỗ lực á thì nó sẽ cải thiện, nhưng mà nó cải thiện ở cái mức nào là do tùy mình nỗ lực tới đâu và cái năng lực của mình tới đâu nha. Giống như một cái đứa, hai cái đứa thi, một đứa 9 điểm, một đứa 10 điểm, mình không thể nào nói hai đứa nó giỏi như nhau hoặc gần gần nhau thì chưa chắc. Tại vì cái đứa 9 điểm là tại vì năng lực tối đa của nó chỉ tới 9 điểm thôi. Nhưng cái đứa 10 điểm là tại vì cái bài đó chỉ tới 10 điểm là hết cỡ rồi. Không có nhiều điểm hơn. Cho nên là mình hãy cẩn trọng đối với vấn đề này ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.